Điểm tin trưa ngày 6 tháng 11 năm 2023. Xe tải tông ô tô và 6 xe máy đang chờ đèn đỏ trên quốc lộ. Khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 11, xe tải thùng biển số 54Z11334 lưu thông trên quốc lộ 51 hướng huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa. Khi đến ngã ba sáu đúng ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, xe tải bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ô tô và 6 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã ba. Vụ va chạm làm ô tô biển số tỉnh Bình Dương và 6 xe máy hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người. Sau khi sự cố xảy ra, tài xế xe tải có dấu hiệu hoảng loạn, không tỉnh táo khi bước xuống xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, 6 xe máy nằm chồng lên nhau, nhiều đồ đạc văng tung tóe dưới đường, đuôi ô tô và đầu xe tải hư hỏng nặng. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đã có mặt điều tiết giao thông, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Nam thanh niên lao thẳng xe vào cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Ngày 5 tháng 11, Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho hay, lực lượng đội cảnh sát giao thông trật tự của đơn vị vừa phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 2 Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 45 đoạn qua huyện Như Thanh. Trong quá trình làm nhiệm vụ, một nam thanh niên điều khiển xe máy đã lao thẳng xe vào lực lượng khiến một cán bộ cảnh sát giao thông bị thương. Trước đó khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 11, tổ công tác đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện hai thanh niên đi trên mô tô biển kiểm soát 36AC02519 theo hướng từ huyện Nông Cống lên thị trấn Bến Sung. Lực lượng của tổ công tác đã ra hiệu giảm tốc độ, dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, thanh niên điều khiển phương tiện đã không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy và lao thẳng vào tổ công tác khiến đại úy Lê Xuân Linh, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Như Thanh ngã xuống đường, bị chấn thương và phải vào bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh cấp cứu. Hai thanh niên đi mô tô đã bị lực lượng của tổ công tác khống chế và đưa về trụ sở công an thị trấn Bến Sung lập biên bản vụ việc. Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe trình diễn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm phía sau chở theo cô gái ngồi quay lưng lại rồi thực hiện các động tác bốc đầu xe khiến cư dân mạng phẫn nộ. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một tuyến đường nằm trong khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Theo clip, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy hiệu Vario màu đỏ chưa xác định được biển số, phía sau chở theo cô gái ngồi quay lưng lại, sau đó bốc đầu xe di chuyển bằng một bánh chạy đoạn đường dài. Cô gái ngồi sau dùng tay ôm chặt nam thanh niên để không rơi xuống đường. Đoạn clip dài 48 giây được một người di chuyển cùng chiều quay lại. Khu vực nam thanh niên chạy xe cũng là nơi mà người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô thực hiện những động tác nguy hiểm vừa bị cơ quan công an xử lý. Công an thành phố Thủ Đức đang điều tra xác minh clip nói trên, tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật. Nam sinh nghi rơi lầu ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tử vong. Sáng 5 tháng 11, Công an thành phố Dị An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc nam sinh rơi lầu ký túc xá tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 4 giờ sáng cùng ngày, bảo vệ khu ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương đi tuần trong khuôn viên khu B thì phát hiện một nam sinh nằm bất động dưới nền bê tông ngay trước cửa ra vào của tòa nhà D2. Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh điều tra. Qua xác minh, nạn nhân tử vong là anh VPBA, 18 tuổi, quê Gia Lai, là sinh viên đại học năm nhất, cư trú tại tầng 7 của tòa nhà này. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vào khoảng 3 giờ 39 sáng cùng ngày, nam sinh này đi cầu thang bộ từ tầng 7 lên tầng thượng của tòa D2, sau đó được phát hiện tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Giả bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương. Ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đang lấy lời khai mở rộng điều tra vụ bắt cóc trẻ con xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Người bắt cóc bé gái được xác định là chị Trần Thị Ngọc Thắm, 18 tuổi, quê Bến Tre. Tại cơ quan công an, Thắm khai bị bệnh u nang buồng trứng, đã sẽ thai một lần, khả năng có con rất thấp. Do áp lực của gia đình và mong muốn có con, Thắm đã nói dối chồng đang mang thai dự sinh vào tháng 10. Vì Thắm có tạng người mập giống như đang mang bầu nên cả nhà không nghi ngờ. Ngày 4 tháng 11, Thắm vào khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra sức khỏe, nhưng nói dối là nhập viện sinh con. Sau khi thăm khám, Thắm nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh của các sản phụ khác nên đã lấy một áo của bác sĩ để giả dạng. Thấy chị HTB, 25 tuổi, quê Hậu Giang, đang chăm con gái mới sinh tại khoa phụ sản, Thắm yêu cầu gia đình đưa bé để Thắm mang đi chích ngừa. Sau đó, Thắm đưa bé về nhà và nói dối cả nhà bản thân mới sinh. Nhận tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, lần theo dấu vết và bắt được Thắm đang chuộng cho bé.